Chào mọi người, trên đây mình đang là quyển sách ảnh The Last Testament của nhiếp ảnh gia Naomi Jonas Bendixson. Thì đây là một quyển sách khá đặc biệt vì nó hình thức của nó mô tả dựa trên quyển sách Kinh Thánh, kể về 7 người đàn ông từ khắp các quốc gia trên thế giới. 7 người này tự tuyên bố mình là Chúa Giêsu tái sinh, và quyển sách này sẽ kể về câu chuyện của 7 người đấy. Jonas Bendixson vốn là một nhiếp ảnh gia báo chí, và ông trở thành thành viên của hãng ảnh Magnum từ năm 2008, và đến năm 2010 thì ông trở thành chủ tịch của Magnum. Và những cái ảnh của ông thì thường nói về những cái nhóm cộng đồng hoặc là những cái địa điểm bị cô lập và kể về những người yếu thế. Và đây là một cái dự án khá là đặc biệt, khác với những dự án trước của ông. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để mọi người cùng xem. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dở quyển sách này ra. Thì tuy là 500 trang nhưng giá quyển sách khá rẻ, bạn có thể mua trên Amazon với giá 33 đô. Thì nhiếp ảnh gia chia sẻ là vì ông lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ ông là người vô thần, vì thế ông có cái niềm hứng thú kỳ lạ và rất là tò mò về tôn giáo. Đó là lý do tại sao mà ông bắt đầu tìm hiểu về 7 người này bằng cách là tìm trên Google. Và ông di chuyển đến những cái quốc gia có 7 người đàn ông này để tìm hiểu về họ. Thì đây không đơn thuần là nhiếp ảnh tư liệu. Ông tự nhận mình là tín đồ của những người này luôn, và đến sống cùng với họ và chụp họ một cách khách quan nhất. Thì người đầu tiên là tên là nhận mình là Jesus of Kitwe. Mình sẽ dở qua. Thì những người đàn ông này tự có một cái gọi là thánh thư để muốn những cái người theo mình đọc. Và sau đó là một cái đoạn của nhiếp ảnh gia khi mà tiếp xúc với những người này và diễn tả lại những cái gì mà họ làm. Đây là chân dung của ông ấy. Có một cái điều mình thấy hơi thiếu sót là ông ấy không ghi những cái chú thích cho từng ảnh, nên nhiều khi mình phải tự đoán bối cảnh hoặc là đi tìm hiểu thêm ở trên mạng là xem bức ảnh đấy nói về cái gì. Ví dụ như cái ảnh này thì nói là đây là hai cái đệ tử rất là gần gũi của ông này, và suốt ngày đi theo ông này để nghe ông ấy. Mình sẽ dở nhanh vì quyển sách khá là dày. Người thứ hai là tên là Inri Christo, thì ông ấy lấy cái Inri, cái từ Inri ở trên cái thánh giá. Lại là những cái. Thì ông này rất là hay, ông ấy có kể về những cái người đệ tử hoặc những cái tín đồ thân cận nhất của ông ấy thì toàn là nữ. Thì những cái người này có nhiệm vụ là và phục vụ cho những cái sinh hoạt thường nhật của ông ấy. Và có một cái cô gái là cô ấy khi sinh ra 12 tuổi, và hai bố mẹ của cô ấy đều là tín đồ của ông này, và cô ấy phục vụ ông ấy từ lúc cô ấy nhỏ cho đến bây giờ là 27 tuổi, là người trẻ nhất trong cái đạo của ông ấy, và lúc nào cũng đi theo ông ấy. Thì ông ấy coi những cô gái này là con gái của mình. Đó, chân dung từng cô gái theo ông. Thì để ý trong mỗi chương mình đều thấy có những cái hình ảnh mà ông ấy đang đi truyền một niềm tin cho những tín đồ theo mình. Gần như trong chương nào cũng có hình ảnh cái người ông ấy đang làm vậy. Người thứ ba, ông này thì đến từ Anh. Ông này thì lại hơi trái ngược so với những người đàn ông khác trong quyển sách, là ông ấy gần như không có một tín đồ nào cả. Một mình ông tự hoạt động thôi, và ông ấy chia sẻ là mọi người nghĩ ông là bị tâm thần. Nhưng mà ông ấy có niềm tin của riêng mình, và ông ấy không trả bất cứ một loại tiền thuê nhà hay là thuế thiếc nào theo chính phủ. Ông bảo ông là người tự do. Đấy, nên bạn sẽ để ý trong
trong những ảnh chụp ông ấy thì ông ấy hoàn toàn có một mình, gần như không có một cái người nào theo ông ấy cả. Và đấy là những cái ảnh đầu tiên về ông này, và có những ảnh sau là ông ấy hóa thân thành một người phụ nữ. Đây. Đây bắt đầu ông hóa thân thành người phụ nữ. Thì ông ấy bảo đây là một cái bài kiểm tra đánh giá của ông ý, khi mà hóa thân thành phụ nữ thì người ta sẽ đánh giá ông như thế nào. Thì mọi người khi mà nhìn thấy ông này thì lại miệt thị ông ý hoặc là trêu đùa ông ý. Thì ông ấy nói đây là khi biến thành mình thành một cái người dễ bị tấn công và dễ bị tổn thương, thì ông nghĩ những cái người tấn công ông ý mới ra là những cái kẻ bị tâm thần chứ không phải bản thân ông ý. Và ông ý nói là Chúa dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng chỉ làm trong một con người mà thôi, không có phân biệt giới tính. Người thứ tư là một một ông người Nhật. Ông này có một cái hay là ông ấy luôn đi trên trên một cái xe tải để đi chắc mình nghĩ là đi giảng đạo, trong này không nói rõ. Thì đại loại là trước đây, trước khi làm cái công việc này thì ông ấy từng làm 20 năm ở trong văn phòng của chính phủ chuyên cho việc bầu cử, và ông ấy tin rằng mình sẽ là cái người trúng cử tiếp theo để tạo ra một cái chính phủ mới. Và ông ấy có một cái rất là đặc biệt khiến mọi người chú ý là ông ấy luôn thuyết phục đối thủ của mình là đi tự sát, chắc là để giành cơ hội thắng cao hơn. Nhưng mà ông ấy chỉ có khoảng mấy nghìn người theo ông ấy thôi. Và nhiếp ảnh gia đi cùng ông ý trong suốt các cái buổi của ông này, và ông ý gần như từ chối tiếp xúc với nhiếp ảnh gia, bảo là ông ấy không có thời gian để nói chuyện. Thế nên là đa số bạn chỉ thấy những cái ảnh chụp từ xa của ông ý. Người thứ năm. Người thứ năm, ông này thì khá là đặc biệt vì nhiếp ảnh gia bị ông ấy từ chối không cho gặp. Ông là người Philippines và ông này có tận 6 triệu người theo dõi ông ý và tin ông ý ở trên khắp thế giới, cả ở Philippines và ở Cali bên Mỹ. Thì thế nên những cái hình ảnh ghi lại trong cái chương của ông này là chỉ những cái hình ảnh mà ông ấy chụp qua một cái kênh riêng mà của ông này. Ông này thì lại theo một cái chủ nghĩa là tức là tôn tôn thờ cái sự giàu sang ấy. Ông có rất nhiều nhiều tiền của và có máy bay phi cơ riêng. Đấy, rất nhiều người theo ông ý. Ông riêng có riêng một cái nơi gọi là Vương quốc của Chúa Giêsu tự ông ý tạo lập ra. Mình thấy đây cũng cách tiếp cận khá hay vì không nhìn thấy trước mặt trực tiếp mà chỉ nhìn thấy qua màn hình tivi. Người thứ sáu. Ông này có một cái hay là ông ý lúc mà nhiếp ảnh gia gặp ông này thì ông ấy chưa có vợ. Thì ông ấy tin là khi mà chưa lấy được vợ thì ông ấy chỉ là một cái cỗ máy mà do Chúa tạo ra. Nhưng mà ông ấy mong muốn lấy được vợ để khi mà có sự xuất hiện của người phụ nữ thì ông ấy mới là có một cái tinh thần của Chúa đi vào bản thân và ông ấy là Chúa tái sinh. Vì thế ông luôn có một khao khát là lấy vợ. Thì sau khi khoảng 1 đến 2 năm sau khi mà nhiếp ảnh gia đã đi về rồi và viết thư hỏi thăm ông ấy thì ông bảo là tôi đã lấy được vợ và hai người chúc mừng nhau. Thì có vẻ đây là một cái người thân thiết nhất trong những người mà Jonas từng tiếp xúc, vì là ông ấy ngủ chung giường luôn với cái ông này. Cái này có một cái hay là cái người lái xe riêng của ông này, ông ấy không có bằng lái. Thế là ông ấy tự viết một cái tờ bảo cái xe này là được Chúa ban xuống nên là không có ai được quyền dừng ông ý khi mà ông ấy đang đi trên đường. Và người cuối cùng, ông này mình cũng khá là thích vì trông mặt ông ấy rất là giống Chúa. Đây. Như một vị Chúa. Ông này thì có khoảng 10.000 người theo dõi. Đây là chụp lại những cái cộng đồng người tín đồ theo ông ấy. Đây, họ hành hương. Có một điều đặc biệt là những cái người này đa số họ đều có những cái trang mạng xã hội như kiểu Twitter để họ một cách kiểu họ truyền đạo.
Đây mình nghe miêu tả là đồ ăn chay mà họ tự làm. Có một điều khác với những quyển sách ảnh khác mình từng xem là những cái quyển sách trước thì mình hay chú ý vào từng ảnh, thị giác của từng ảnh để xem tấm ảnh đấy có cảm xúc không hay đặc biệt không. Nhưng mà quyển này thì mình lại xem nó như một cái tổng thể. Tức là mình tò mò hơn về câu chuyện phía sau của từng nhân vật nên mình đọc dù là không hiểu hết những cái thông tin trong này vì nó thiên về đạo. Có một điểm hay ở cái ông này đó là ông ý Giáng sinh bình thường là ngày 24 tháng 12, nhưng mà vì ngày sinh của ông ý là vào tháng 1 nên đối với cái cộng đồng của ông này thì cái tháng 1 là cái ngày Giáng sinh đối với họ. Đây thì cái đây chính là cái lúc mà họ làm lễ đây. Đây là tấm ảnh cuối cùng ngày sinh nhật của ông ý. Hết rồi.